Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với cái tựa game Hỏa Trí Truyền Thuyết nha các bạn. Thì Hỏa Trí Truyền Thuyết Mobile thuộc thể loại nhập qua hành động xen lẫn cái việc sưu tầm thẻ tướng, sắp xếp pho trận hình ra trận khá là mới lạ so với mặt bằng chung khi mà cùng lấy đề tài nhà cô tại Việt Nam. Thì cụ thể thì kho nhân vật trong cái tựa game Hỏa Trí Truyền Thuyết được phân thành 5 hạng tương sinh tương khắc với nhau, gồm Hỏa, Thủy, Lôi, Phong và Hổ. Thì trong đó thì mỗi nhân vật lại đóng vai trò đánh biến riêng biệt theo đội hình như là chiên công, thủ, hổ hay phép. Thì nhìn chung thì hệ thống nhân vật của trò chơi được đánh giá khá cao nhờ bám sát về phần cốt truyện, tương tác trong khâu toàn hình còn mỏng tiền kỹ nhãn thuật của từng người chơi. Thì trong game thì các bạn người chơi sẽ được tham gia vào các nhiệm vụ và được phân chia thành nhiều phụ bản chương hồi khác nhau, và độ khó sẽ được tăng dần qua từng cái phụ bản cũng như là từng chương nha các bạn. Thì cái hay của hệ thống phụ bản ở trong cái tựa game này là việc bám khá là sát theo cốt truyện gốc, đưa các bạn người chơi đến những cái nhiệm vụ tiếp mà bất cứ fan Naruto nào đều có thể nhận ra được. Thì được biết thì các nhận giả này sẽ được các bạn người chơi thu thập trong suốt quá trình trải nghiệm thông qua việc đổi quà, hút thưởng hay là ghép mạnh tướng. Tại đây thì tất cả các bạn người chơi có thể thu thập hàng chục thậm chí là hàng trăm nhân vật khác nhau, sức chiến tối đa là 5 người trong một trận đấu. Bên đó thì bạn cũng có thể phát triển đến cái nhân vật phụ của mình thông qua các tính năng tiến cấp, học kỹ năng, đột phá trang bị và hệ thống kỹ thuật. Thì mấy nhân vật mà bạn lựa chọn đều sở hữu những kỹ năng đặc trưng riêng của chính nhân vật đó trong truyện. Tất nhiên thì mỗi kỹ năng đều có một cái thời gian hồi chia nhất định của nó, vì vậy các bạn người chơi còn phải theo lấy di chuyển và tung ra đòn đánh vào kẻ thù hoặc đúng lúc bằng những cái phiên bóp ảo để mang lại hiệu quả tác chiến cao nhất. Trò chơi này thì cũng sở hữu đầy đủ các hoạt động PvP chiến đấu thời gian thực. Thì đấu liên server với bạn người chơi có thể giao lưu cũng như là trao dồi kỹ năng BK tay với nhau. Đặc biệt với phần đồ họa 3D bám sát theo phong cách anime và manga Naruto được chăm chút để tạo nên một cái phong cách riêng cùng với các kỹ năng hoành tráng và hiệu ứng thì lại vô cùng đẹp mắt luôn nha các bạn. Thì qua đó thì Hỏa Trí Truyền Thuyết Mobile đã ghi điểm thêm ở các bản của chiến đấu được thể hiện một cách rất là ấn tượng, đem lại cảm giác mạnh mẽ cho tất cả các bạn nhân thủ. Thì tất cả các loại nhân thực, thể thực, địa danh, vị thú, trang bị trong Hỏa Trí Truyền Thuyết đều được mô phỏng giống như là trong truyện và sẽ không làm thất vọng tất cả các bạn người chơi khi mà trải nghiệm thực tế nội dung này. Thì về cái phần bồi dưỡng nhân vật thì cũng như các tựa game khác của bạn, nó cũng khá là đơn giản, không gồm có tăng bậc thảm học, thảm trang bị, thời trang, tăng lê hoàng hay tăng siêu nhân dân. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới và hướng dẫn các bạn nhập code cho bạn nào chưa biết. Bạn nào rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên đã nhập code thì các bạn nhấn vào phần phúc lại, nhấn vào gift code và tiến hành nhập gift code. Ok, thì cái code thứ nhất như sau: 7.000 nhẫn giả. Thì đây là code thứ nhất nha các bạn, cái code là 7.000 nhẫn giả. Nó nhấn vào nhận quà để nhận. Thì đây là tất cả các phần quà của cái code. Nó sẽ bao gồm 20 cái mảnh Conan, 20 cái mảnh Kayuku, 5.500 vàng, 4 cái vest chiêu mộ vũ khí, 4 vé chiêu mộ cao và 4 quyển linh thực. Thì đây là tất cả các phần quà của code 7.000 nhẫn giả nha các bạn. Ok, thì các bạn lưu ý là nhập xong code thì các bạn phải đợi 10 giây sau thì bạn mới có thể nhập tiếp nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể đóng giao diện phút lại qua tiến hành mở lại nha các bạn. Thì code thứ hai như sau: 6.000 nhẫn giả. Đây là code thứ hai nha các bạn, gift code là 6.000 nhẫn giả. Thì 6.000 nhẫn giả là cái gift code thứ hai nha các bạn. Nhấn vào nhận quà để nhận. Thì code này sẽ thưởng được các bạn sau: 15 cái mảnh Conan, 20 cái mảnh Kayuku, 300 vàng, 4 vé chiêu mộ vũ khí, 42 cái vé chiêu mộ cao. Thì đây là tất cả các phần quà của gift code 6.000 nhẫn giả. Và bạn cũng vậy, các bạn đợi 10 giây hoặc là các bạn đóng cái giao diện phút lại và mở lại nha các bạn. Gift code thứ 3: 5.000 nhẫn giả. Thì đây là code thứ 3 nha các bạn. Gift code thứ 3 là 5.000 nhẫn giả nha các bạn. 5.000 nhẫn giả là code thứ 3. Sau đó nhấn vào nhận quà để nhận.
Thì tối nay sẽ hưởng được các quà sau: 100 cái mảnh Conan, 220 cái mảnh Kajuku, 100 vàng, 2 vé siêu mẫu vũ khí, 4 vé siêu mẫu thấp. Đó là tất cả các quà code 3, 5.000 nhẫn giả. Code 4, đạt mốc 100k. Đạt mốc 100k là code thứ 4 nhé bạn. Chứ code thứ 4 là đạt mốc 100k. Đây là code thứ 4 nhé bạn, đạt mốc 100k. Đó nhấn vào nhận quà để nhận. Thì code này sẽ hưởng được các quà sau: 100 vàng, 100k đồng, 10 cái gương mặt đồng hành hạng A, một cái 5 cái vé chi màu cao. Đó tất cả các quà code thứ 4 đạt mốc 100k. Code thứ 5 đạt mốc 80k. Đạt mốc 80k là có 5 nha bạn. Có 5 là đạt mốc 80k. Thì có này sẽ hưởng được các quà sau: 60 vàng, 50k đồng, 2 cái sách nhẫn thuật, 2 cái chứng chỉ nhẫn thuật level 1. Thì đây là tất cả các quà có thứ 5 đạt mốc 80k. Có 6 đạt mốc 50k. Đây là có 6 nha bạn, chứ có là đạt mốc 50k. Đã lỗi bạn, đạt mốc 50k mới đúng nha bạn. Đạt mốc 50k là có thứ 6. Có 6 là đạt mốc 50k. Thì có này sẽ hưởng được các quà sau: 30 vàng, 50k đồng, 10 quét vô 1 hấp, 3 quyển SP chung. Có 7 như sau: đạt mốc 30k. Đây có 7 nha bạn, có là đạt mốc 30k. Đạt mốc 30k là có thứ 7. Thì có này sẽ hưởng được các phần quà như sau: 30 vàng, 20k đồng, 5 vé chiêu 1 hấp, 5 cái quyển SP nhỏ. Đây là tất cả các phần quà có thứ 7 đạt mốc 30k. Có thứ 8 đạt mốc 10k. Đây là có thứ 8 nha bạn, khi có là đạt mốc 10k. Đạt mốc 10k là có thứ 8. Tôi nhấn vào nhận quà để nhận. Thì đây là tất cả các phần quà của code, bao gồm 30 vàng, 10.000 đồng, 3 cái vé chiêu 1 hấp, 2 cái quyển SP nhỏ. Đây là tất cả các phần quà của dưới code đạt mốc 10k. Code kế tiếp: HCTT Tân Thủ 3. HCTT Tân Thủ 3 là code kế tiếp nha bạn. Code tiếp là HCTT Tân Thủ 3. Code này sẽ hưởng được 30 vàng, 2 sách nhẫn thuật, 2 chứng chỉ nhẫn thuật level 1. Thì đây là tất cả các phần quà của code HCTT Tân Thủ 3. Tiếp code kế tiếp như sau: HCTT Tân Thủ 2. Đây là code kế tiếp nha bạn, thì có là HCTT Tân Thủ 2. Thì có này sẽ hưởng được các quà sau: 30 vàng, 2 thuốc y thuật sơ và 2 thuốc cấm thuật sơ. Đây là tất cả các quà code HCTT Tân Thủ 2. Tiếp code kế tiếp: HCTT Tân Thủ 1. Đây có cái tiếp nha bạn, có là HCTT Tân Thủ 1. Đó này, cái có này mình dùng rồi nha các bạn, chứ không phải là nó bị sai đâu nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ mở code trên màn hình. Thì tổng cộng là sẽ có 11 cái code nha các bạn. Khi nào có cái code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn nhập có thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.